Nữ ca sĩ Phi Nhung mới về Việt Nam, CEO Phương Hằng ra đón làm lễ ăn mừng cho cô. Hôm nay như tuyên bố trước đó, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã thực hiện được lời thề với người bạn tri kỷ Phi Nhung. Qua đó anh đã liên lạc được với bà Nguyễn Phương Hằng. Khác với những lần trước đó, bà không chửi rủa nữa mà bà đã có hành động ăn năn, xin ca sĩ Mạnh Quỳnh bỏ qua cho mình. Anh cho rằng người có tội thì phải chịu và ra hai điều kiện cho nữ doanh nhân này. Trước đó bà có nói rằng nếu tôi có nói sai trái gì với Phi Nhung, mong mọi người thông cảm. Cũng vì số nợ ngân hàng 300 tỷ mà khiến bà vô cùng đau đầu, dẫn đến mất lý trí, gặp ai cũng chửi. Bà xin ca sĩ Mạnh Quỳnh rút đơn kiện. Ngay sau Mạnh Quỳnh tiết lộ hai điều kiện dành cho bà Phương Hằng như sau. Thứ nhất, bà ấy nên đứng trước bàn thờ vong linh của Phi Nhung, quy lạy nhận tội. Còn hai là bà phải ngồi tù 10 năm theo luật pháp của Mỹ nhiều người cho rằng rất có thể sắp tới bà hằng sẽ cùng ca sĩ mạnh quỳnh sang mỹ đến bàn thờ ca sĩ phi nhung để tạ lỗi cùng với đó bà cũng cho rằng mình là người bị hại để nhằm lấy lòng cư dân mạng cụ thể bà ta cho rằng trong suốt thời gian vừa qua tiền vay nợ khiến chúng tôi khổ sở nhiều lắm sắp tới đây có thể hai vợ chồng tôi sẽ sang mỹ để định cư vì không thể chịu nổi được áp lực dư luận tôi thậm chí còn muốn bán hết công ty không muốn sống ở việt nam nữa tôi đã hy sinh rất nhiều rồi nhưng không đổi lại được gì. Tôi quá đau lòng, có khi hết dịch tôi sẽ đóng toàn bộ quỹ từ thiện và đợi đi trong danh dự. Vụ của Phi Nhung chỉ là ngoài ý muốn, chứ tôi cũng chỉ muốn giúp Hồ Văn Cường dễ oan và lấy lại tiền cách xê. Thưa quý vị, sau những lời chia sẻ của bà Hằng, nhiều người cho rằng con người bà ấy lật mặt thật nhanh, mới xin ca sĩ Mạnh Quỳnh tha tội, nay bà ấy lại bị chuyện để tránh né vụ kiện sắp tới. Rất có thể bà ta sẽ chịu mức án tù cao nhất là 10 năm. Cùng với đó, rất nhiều cộng đồng mạng đã để lại lời ủng hộ ca sĩ Mạnh Quỳnh, khiến anh ấy có thêm động lực hơn để đi đến cuối cùng của vụ kiện này. Chúng tôi là những người yêu mến ca sĩ Phi Nhung, rất mong pháp luật sẽ mạnh tay với bà này để bà ta suy nghĩ lại về những chuyện đã làm với ca sĩ Phi Nhung. Cũng thời gian gần đây mọi người thấy dường như Mạnh Quỳnh đã xà xúc sức khỏe nhiều sau tang lễ của Phi Nhung. Được biết ở showbiz anh luôn nhận được sự quan tâm rất lớn khi nam ca sĩ trước đây chưa bao giờ vướng vào lùm xùm nào cả. Trước đó anh nói sẽ không kiện cáo gì cả vì Phi Nhung từng bảo anh hãy bỏ qua tất cả. Nhưng vì bà Phương Hằng quá ngang ngược nên anh buộc phải làm trái lời thề. Wendy rất xúc động vì việc làm này của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Cô chạy tới ôm ca sĩ Mạnh Quỳnh khóc như một đứa trẻ và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với Mạnh Quỳnh. Tin thời sự, nhà đài tung lý do rợn người sau đám tàn giả của Phi Nhung. Những ngày gần đây trên mạng xã hội liên tục lan truyền tin đồn cho rằng ca sĩ Phi Nhung hiện tại vẫn còn sống và đang được điều trị tích cực tại mỹ ngay sau đó phía chúng tôi đã lập tức điều tra và phát hiện đúng thật ca sĩ phi nhung vẫn còn sống cô đang được điều trị tại một trong những bệnh viện hàng đầu nước mỹ sau nhiều giờ tìm kiếm thông tin thì chúng tôi cũng đã liên lạc được với vị bác sĩ trưởng khoa chính đang chăm sóc cho phi nhung qua đó chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ngắn với vị bác sĩ này và được biết về tình hình sức khỏe hiện tại của phi nhung Vị bác sĩ này đã thẳng thắn vạch trần hết sự che đậy bấy lâu này của gia đình Phi Nhung. Nội dung cuộc trò chuyện về những bí mật động trời của Phi Nhung là gì? Thì xin mời quý vị tiếp tục xem hết bản tin ngay sau đây. Và cụ thể bác sĩ cho biết tình hình ca sĩ Phi Nhung lúc mới nhập viện cực kỳ xấu, có những chuyển biến rất nặng và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu khả quan lắm. Liên quan đến những tin đồn gần đây, thì vị bác sĩ này cũng xác nhận với chúng tôi rằng đúng thật là ca sĩ phi nhung vẫn còn sống và phía gia đình cũng như quản lý của phi nhung quyết định giữ kín bí mật này cho đến khi sức khỏe của phi nhung ổn định hơn thì sẽ có thông báo tiếp nhưng còn lý do vì sao giấu thì phía bệnh viện cũng không biết ngoài ra khi chúng tôi hỏi về diễn biến quá trình điều trị cho phi nhung thì bác sĩ cho biết mọi người hãy chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa phía gia đình phi nhung sẽ sớm có thông báo chính thức và cụ thể đến với truyền thông và báo chí còn hiện tại phía bệnh viện không thể tiết lộ gì thêm trên mạng xã hội những người hâm mộ phi nhung cũng chia làm hai lũ ý kiến trái chiều một bên cho rằng nếu thật sự phi nhung vẫn còn sống thì đây là một điều rất đáng vui mừng chúng ta hãy bỏ qua cho phi nhung để cô sớm trở lại sân khấu và vẫn là một cô ca sĩ được hàng triệu người yêu mến phía bên còn lại lại cho rằng không thể chấp nhận việc phi nhung qua mặt dư luận bằng cách giả chết như vậy được rất nhiều người đã rơi nước mắt vì phi nhung cần làm rõ điều này và Phi Nhung phải ra mặt để giải thích rõ mọi chuyện. Những thông tin này vẫn chưa được công bố chính thức và ngay ở những bản tin sau, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn chi tiết hơn về thông tin tình hình của ca sĩ Phi Nhung. Không còn là tin đồn nữa, Phi Nhung đã về Việt Nam, sự thật 100%. Hôm nay chúng tôi vừa nhận được một thông tin cực sốc từ phía quản lý Phi Nhung, quản lý Diễm Phạm cho biết, ca sĩ Phi Nhung đã hoàn toàn bình phục sau hơn 2 tháng điều trị Covid-19. Và cô xác nhận sẽ quay trở về Việt Nam vào một ngày không xa. Ngoài ra, quản lý Diễm Phạm còn gửi lời xin lỗi đến khán giả vì khoảng thời gian qua đã giả chết, còn làm đám tàn giả để mọi người phải lo lắng. Nhưng chúng tôi buộc phải làm vậy vì phải né tránh bà Nguyễn Phương Hằng. Bà ta đã tạo ra quá nhiều thông tin không đúng về ca sĩ Phi Nhung của chúng tôi, gây hiểu lầm và chia sẻ tình cảm của fan hâm mộ. Những người thật sự yêu mến Phi Nhung còn chuyện của hồ văn cường thì chúng tôi sẽ có cách giải quyết riêng phi nhung chưa bao giờ ghét bỏ hay lợi dụng bóc lột sức lao động của hồ văn cường như tin đồn và phương hằng đã nói vậy nên xin quý vị khán giả cũng như giới truyền thông và báo chí đừng tung những thông tin chưa được kiểm chứng điều đó sẽ gây ảnh hưởng không chỉ đến phi nhung mà còn cả cháu hồ văn cường bên cạnh đó quản lý diễm phạm còn thông báo đến người hâm mộ một tin vui đó là khoảng thời gian tới sau khi trở về việt nam có thể Phi Nhung sẽ tổ chức một buổi ca nhạc dành riêng cho người hâm mộ. Đây là thông tin không chỉ fan hâm mộ mà còn khiến cho cả nước vô cùng vui mừng, bởi từ lâu mọi người chưa thể nghe được giọng hát của Phi Nhung. Như Phi Nhung đã nói, trở về Việt Nam hát phục vụ khán giả quê hương là ước mơ lớn nhất của cô, vậy nên sẽ không có chuyện cô tự giả nghiệp hát như tin đồn. Thay vào đó cô sẽ cùng với ca sĩ Mạnh Quỳnh tiếp tục hát phục vụ khán giả cho đến khi cô không hát được nữa mới thôi vậy là tin đồn phi nhung còn sống hoàn toàn là sự thật và việc cô trở về việt nam cũng vậy giờ đây mọi người hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào phi nhung và lần này chắc chắn cô sẽ không khiến người hâm mộ phải thất vọng chúng tôi sẽ tiếp tục theo chân phi nhung và cập nhật đến cho quý vị những thông tin mới nhất hãy đón chờ chúng tôi trong bản tin sau nguyễn phương hằng chết đứng khi hay tên phi nhung trở về làm ngay chuyện này Hôm nay như tuyên bố trước đó, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã thực hiện được lời thề với người bạn tri kỷ Phi Nhung. Qua đó anh đã liên lạc được với bà Nguyễn Phương Hằng. Khác với những lần trước đó, bà không chửi rủa nữa mà bà đã có hành động ăn năn, xin ca sĩ Mạnh Quỳnh bỏ qua cho mình. Anh cho rằng người có tội thì phải chịu và ra hai điều kiện cho nữ doanh nhân này. Trước đó bà có nói rằng nếu tôi có nói sai trái gì với Phi Nhung, mong mọi người thông cảm cũng vì số nợ ngân hàng 300 tỷ mà khiến bà vô cùng đau đầu, dẫn đến mất lý trí, gặp ai cũng chửi. Bà xin ca sĩ Mạnh Quỳnh rút đơn kiện. Ngay sau Mạnh Quỳnh tiết lộ hai điều kiện dành cho bà Phương Hằng như sau. Thứ nhất, bà ấy nên đứng trước bàn thờ vong linh của Phi Nhung, quy lạy nhận tội. Còn hai là bà phải ngồi tù 10 năm theo luật pháp của Mỹ. Nhiều người cho rằng rất có thể sắp tới bà Hằng sẽ cùng ca sĩ Mạnh Quỳnh sang Mỹ đến bàn thờ ca sĩ Phi Nhung để tạ lỗi. Cùng với đó bà cũng cho rằng mình là người bị hại để nhằm lấy lòng cư dân mạng. Cụ thể bà ta cho rằng trong suốt thời gian vừa qua tiền vay nợ khiến chúng tôi khổ sở nhiều lắm. Sắp tới đây có thể hai vợ chồng tôi sẽ sang Mỹ để định cư vì không thể chịu nổi được áp lực dư luận. Tôi thậm chí còn muốn bán hết công ty, không muốn sống ở Việt Nam nữa. Tôi đã hy sinh rất nhiều rồi nhưng không đổi lại được gì. Tôi quá đau lòng, có khi hết dịch tôi sẽ đóng toàn bộ quỹ từ thiện và rời đi trong danh dự vụ của phi nhung chỉ là ngoài ý muốn chứ tôi cũng chỉ muốn giúp hồ văn cường dễ oan và lấy lại tiền cắt xê thưa quý vị sau những lời chia sẻ của bà hằng nhiều người cho rằng con người bà ấy lật mặt thật nhanh mới xin ca sĩ mạnh quỳnh tha tội nay bà ấy lại bị chuyện để tránh né vụ kiện sắp tới rất có thể bà ta sẽ chịu mức án tù cao nhất là 10 năm cùng với đó rất nhiều cộng đồng mạng đã để lại lời ủng hộ ca sĩ mạnh quỳnh khiến anh ấy có thêm động lực hơn để đi đến cuối cùng của vụ kiện này, chúng tôi là những người yêu mến ca sĩ Phi Nhung rất mong pháp luật sẽ mạnh tay với bà này để bà ta suy nghĩ lại về những chuyện đã làm với ca sĩ Phi Nhung. Cũng thời gian gần đây mọi người thấy dường như Mạnh Quỳnh đã xa xúc sức khỏe nhiều, sau tang lễ của Phi Nhung, được biết ở showbiz anh luôn nhận được sự quan tâm rất lớn, khi nam ca sĩ trước đây chưa bao giờ vướng vào lùm xùm nào cả. Trước đó anh nói sẽ không kiện cáo gì cả vì Phi Nhung từng bảo anh hãy bỏ qua tất cả. Nhưng vì bà Phương Hằng quá ngang ngược nên anh buộc phải làm trái lời thề. Wendy rất xúc động vì việc lập này của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Cô chạy tới ôm ca sĩ Mạnh Quỳnh khóc như một đứa trẻ và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với Mạnh Quỳnh. Vụ việc hiện đang được hàng triệu người trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Phần lớn cộng đồng mạng đều ủng hộ Mạnh Quỳnh sẽ sớm đòi lại công bằng cho Phi Nhung.